Gả cho cậu ba. Tác giả Trang Biêu Biện. Tập 3. Cậu Phong lái xe, nhưng một chút một lát lại quay qua nhìn con vợ cậu. Cả cái xã này, tính ra chỉ có mỗi nhà cậu là có ô tô để đi. Hơn nữa, cậu Phong lại còn được sở hữu một mình một chiếc. Cậu cứ tưởng chở con vợ của cậu đi bằng ô tô về nhà ngoại sẽ khiến cô cảm thấy phấn khích. Ai dè con vợ của cậu đi chưa được cây số, đã bị chóng mặt mắt ói. Cái mặt tươi tỉnh ngày thường, bây giờ nó héo úa, không bằng cái bông hoa dại gian đường. Cậu thở dài lầm bầm, con vợ của cậu đúng là không có số hưởng. Chiếc xe dừng lại trước cổng làng. Cậu Phong thấy vợ của mình vẫn còn chóng mặt, nên mọi đồ đạc cậu dành cầm hết. Cô tủm tỉm cười đi bên cậu, nhưng mà vẫn không quên lễ phép chào hỏi mọi người. Một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng hỏi, hình như có phải là con gái nhà ông bà Nếp Cẩm không? Còn cái cậu thanh niên đẹp trai đi bên đó nữa là ai vậy ta? Đúng là con bé đó đó. Ai kêu bây giờ nó là con dâu thứ ba nhà ông Mãi ở trên làng hạ. Cậu thanh niên đẹp trai kia chắc là chồng của nó rồi. Vậy con bé đó lấy chồng hồi nào vậy? Nghe nói ở đợi cho ông nhà Mãi, rồi thế nào tổ chức bên nhà đó mà nhà bên này có thấy ý ới gì đâu. Tôi nghe người ta nói lấy chồng trừ tiền nợ đó. Vậy mà khác gì bán con đâu. Mà mặc kệ đi, được làm dâu nhà giàu là sướng rồi. Một bà béo trong đó bỉm môi nói, trời ơi, sướng cái đích gì. Không khéo, từ ngày con gái được gả về nhà chồng đó, ông bà Nếp còn chưa được tới nhà ông bà thông gia một lần nữa chứ. Bà béo vừa dứt câu thì cô và cậu Phong đi tới. Nhìn khuôn mặt vợ mình có chút tủi thân, cậu đoán cô buồn vì nghe được lời của mụ béo kia nói. Cậu lườm con mụ béo vừa già vừa xấu lại còn lắm mồm lắm miệng, cậu quay qua an ủi cô. Sao mà mặt mày nghệch ra vậy? Tôi nói nè, phàm những khi nghe ai nói xấu mình thì cứ đặt đít lên mà ngồi, việc đích gì mà phải buồn. Cái mẹ nó đi. Họ có nói xấu đâu, họ nói đúng thật sự mà cậu. Cậu ngập ngừng trả lời. Vậy cô sống cho mình hay sống cho họ? Tôi ghét nhất là những người như vậy đó. Thích thì nói thẳng mặt đây nè. Cuối cùng cô cũng phải nở nụ cười vì cậu. Cô thấy cậu nói cũng đúng và cũng có lý. Không bao lâu khuôn mặt của cô tươi tỉnh trở lại. Cô nhìn những túi đồ ở trên tay cậu liền hỏi thăm. Cậu có mỏi tay không? Đưa em xách giùm cho một ít. Đàn ông đàn an sắp lấy túi đồ thì nhầm nhỏ gì. Mà sắp tới nhà cô chưa? Nhà em ở đằng kia kìa cậu, nhà em nghèo lắm. Ừ, tôi biết nhà cô nghèo rồi, không nghèo sao đi ở đợ. Vậy cậu có chê em không? Câu hỏi của cô làm cậu bối rối. Đúng là trước kia cậu có khoảng cách rất lớn với người nghèo. Bởi vậy cậu nghĩ với xuất thân và vẻ ngoài khó ai sánh bằng của mình thì cậu có quyền được kiêu căng. Tuy nhiên không phải vì vậy mà cậu cưỡng ép hay bắt nạt họ. Chỉ là cậu không có thích đứng gần hoặc không muốn tiếp xúc. Đến bây giờ, cậu còn nghĩ cậu chịu lấy cô đúng là chuyện lạ đời của cậu đó. Cậu định lên tiếng trả lời, thì một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang lời của cậu. Trời ơi, chị Hạnh đã về rồi, chị Hạnh về rồi, chị Hạnh ơi! Thằng cò sáng quần, ống cao ống thấp, nhảy qua cái mương nhỏ chạy tới. Cô cười tươi. Cậu ơi, đi từ từ thôi em. Chị Hạnh, chị về rồi hả? Lần này chị về lâu không? Em nhớ chị quá trời quá đất luôn á. Sao em lại lấm lem lấm liếc thế này? Cò à, đây là cậu Phong, là chồng của chị. Cậu Phong, đây là thằng cò em trai của em đó. Hóa ra đây là thằng em vợ duy nhất của cậu. Cậu cười nhẹ xoa đầu thằng cò rồi cậu hỏi. Cò năm nay mấy tuổi rồi em? Thằng cò nó vui vẻ trả lời. Dạ thưa anh, em năm nay 12 tuổi rồi đó.
Ôi trời ơi, sắp ra giáng thanh niên tới nơi rồi đó. Anh là chồng của chị em hả? Ừ, đúng rồi. Anh đẹp trai quá luôn đó. Cậu đẹp trai, điều này cậu biết, nhưng mà nghe từ chính miệng thằng cò nói, cậu thấy vui lắm. Cậu cười cười đáp. Thằng bé này đã nói đúng lại còn nói lớn nữa chứ. Ủa mà chị Hạnh cua anh trước hay là anh cua chị trước vậy? Cô đỏ mặt lườm thằng cò. Chuyện người lớn, em hỏi nhiều làm gì? Em tò mò mà. Nhưng mà theo em nghĩ, chị là người cua anh trước, đúng không? Ai biểu, ai nói vậy? Mày có phải em chị không đó? Thì em là em chị nên mới hiểu chị chứ. À mà sao nhà mình em không thấy có đám cưới giống như nhà chị Na hàng xóm vậy chị? Cô và cậu đều sững người nhìn nhau khi nghe thằng cò nó hỏi. Cô vội vàng đánh trống lảng. Thôi về nhà rồi nói chuyện sao? Cha mẹ có nhà không cò? Dạ có chị ạ. Hôm nay em thấy nhà mình đang lễ cái gì đó mà bà thầy cúng ở đó nữa. Nhà cô là một căn nhà cũ kỹ. Thật ra nói không điêu thì căn nhà này nó còn rách nát hơn cả cái bếp nhà cậu. Từ nhà nhìn thẳng ra con sông nhỏ, trước sân nhà là một khoảng trống để nuôi gà. Thằng cò nó lanh quanh chạy trước gọi lớn. Cha ơi! Mẹ ơi! Chị Hạnh về chơi! Nhìn thấy cô, bà vui mừng khôn xiết. Bà vội vàng khoe với bà thầy cúng. Đó! Nó là con gái em. Chắc hôm nay nó về thăm nhà. Bà thầy cúng gật đầu nhìn cô. Đột nhiên bà thầy khẽ nhíu mày rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới nói. Thôi, tôi xin phép về trước nghe. Trưa nay rảnh cô dẫn con gái mình qua nhà tôi một lúc nghe. Dạ, dạ, dạ. Bà thầy cúng bước ra tới cửa thì cô cũng bước vào tới nhà. Không hiểu sao, sau khi nhìn bà thầy cúng cô lại thấy lạnh hết cả người. Cô khẽ gật đầu chào bà cũng gật đầu chào cô rồi bước đi. Mẹ cô thấy cậu Phong, dội vàng lau sạch cái ghế gỗ mới dám để cho cậu ngồi vì sợ dơ cái bộ quần áo đang mặc ở trên người của cậu. Trái ngược lại, cậu Phong rất kính lễ với bà, cậu còn hỏi. Con chào mẹ, cha không có nhà hả mẹ? Bà nghe cậu gọi tiếng mẹ mà trong ngực bà đập rộn ràng giống như ngày đầu bà gặp ông vậy. Bà cứ ngỡ công tử như cậu kiêu căng lắm. Xem ra cậu cũng khá hòa đồng. Có vậy bà mới đỡ lo cho con gái của mình. Bà lúng túng trả lời. À, ổng vừa không biết cha đi đâu rồi đó. Chắc lanh quanh đây thôi, lát rồi về à. Cậu Phong gật đầu rồi kêu cô mang cái hộp to nhất mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Hóa ra bên trong là mấy miếng vải lụa cao cấp tặng cho bà may quần áo. Cậu còn chuẩn bị sẵn cho ông hai bộ đồ nhìn rất là lịch sự. Riêng thằng cò, cậu không biết nó thích cái gì nên đã cho nó ít tiền mặt để khi nào mẹ đi chợ mua theo ý thích của nó. Cô cảm động nhìn cậu, hóa ra cậu còn chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn cả cô nữa. Một lúc sau, ông về. Cậu vui vẻ nói chuyện với ông. Còn cô với bà đi xuống bếp mần thịt một con gà làm cơm đãi cậu. Cậu với ông hợp ca lắm. Mà tủ lượng của cậu cũng khá tốt, nên rượu nặng đến mấy cũng không có làm khó được cậu. Quyên thuyên bữa cơm cũng tới 1 giờ chiều mới xong. Cô dẫn cậu vào buồng nghỉ ngơi. Cậu nằm đó ngủ một lúc đi, cho nó bớt mệt rồi dìa. Trong lúc cậu có chút không tỉnh táo, cậu nheo mắt nhìn cô. Càng lúc cậu càng thấy cô dễ thương mới chết chứ. Gương mặt tròn trịa trắng bóc à. Đôi môi trái tim lại đỏ mọng. Cái mũi dọc dừa cao cao. Đôi mắt lại đen lấp lánh nữa. Qua trời đất ơi. Bất giác cậu đưa đôi tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của cô. Mơ mơ màng màng cậu muốn hung cô một cái. Dứt khoát cậu đè sát lên người cô. Sau đó cậu cúi xuống hung lên môi cô. Chù trò ơi. Cái môi nó mềm khủng khiếp luôn. Hương thơm từ mũi cậu hòa cùng với mùi vị của rượu nó cứ sọc thẳng vào hốc mũi của cô. Cô ngượng ngùng đỏ mặt nhắm chặt mắt lại. Thú thật nghe, đã là vợ chồng với cậu rồi mà mỗi lần như vậy cô vẫn run lắm. Cậu muốn hung con vợ của cậu lâu lâu một chút, thậm chí là tiến những cái bước xa hơn. Nhưng mà cũng may cậu chưa có say tới mức quên mất đây là nhà của mẹ vợ. Mẹ của cô biết vợ chồng cô đang ở trong buồng nên dự ý không có dám vô. Mãi một hồi sau, bà mới nhớ ra lời dặn của bà thầy cúng,
Đắn đo một hồi, bà sai thằng cò. Mày đứng ở ngoài cửa buồng, gọi chị Hạnh ra ngoài, mẹ nói cái này một cái. Nhớ, đứng ở cửa thôi đó. Dạ, mẹ. Sau khi thằng cò gọi, cô chỉnh đốn lấy quần áo rồi bước ra ngoài. Mẹ kêu con. Mấy giờ hai đứa về? Chắc một lát nữa cậu Phong tỉnh rượu thì tụi con về. Có chuyện gì hả mẹ? À, con nhớ bà thầy cúng sáng nay không? Dạ, con nhớ. Đó, con quên bén đi mất. Định hỏi mẹ là sáng nay nhà mình làm lễ gì vậy? Lễ hàng the. Lễ hàng the lại cái long mạch đó mà. Bà thầy đó kêu mẹ trưa rảnh á, thì dẫn con qua nhà bà biểu cái gì đó. Bà thầy kêu con hả? Ừ, bà thầy đó ngó vậy thôi mà giỏi lắm. Không phải ai bà đó cũng coi cho đâu. Dạ, vậy mẹ đợi con lát nghe. Con đi lấy cái nón đội đầu cái đã. Trên đường đi tới nhà của bà thầy cúng, hai mẹ con nhà cô rỉ rích tâm sự với nhau đủ điều. Mẹ chỉ sợ con gái của mẹ sẽ bị bắt nạt và chịu nhiều quỷ khúc. Cũng may mà cậu Phong không có làm khó cô nhiều, nên cô cũng cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn một chút. Xa xa, ngôi nhà ngói ba gian dần hiện ra trước mặt. Đằng sau ngôi nhà là rặng cây nhãn tùm, góc sân bên phải còn có cái giếng nước. Mẹ cô nói, tới rồi đó, con mở cổng ra đi. Cô vừa mới đụng tay vào cánh cổng, thì bất ngờ bên trong có một con chó đen, nó chạy sồ ra ngoài cửa, sủa lên vài tiếng rất hung dữ. Lát sau đó, giọng một người phụ nữ vọng ra. Lâu à, để cho họ vào đi con. Ngay lập tức con chó ngừng sủa, nó chạy về vị trí vốn có của nó. Mẹ cô thấy vậy mới nói. Lần trước mẹ tới đây con chó nó không có dữ vậy đâu. Bà thầy kêu lên. Hai mẹ con vào nhà đi, đi cả dép vô nghe. Giữa nhà có cái bàn gỗ hình tròn. Bà thầy vừa pha xong cái ấm trà tươi nóng. Bà vừa nhai trầu vừa nói. Mời hai mẹ con vô nhà sơn nước. Cô khẽ gật đầu chào bà cười nhẹ. Gái này đẹp hơn mẹ nó nhiều à. Mẹ cô cười tít mắt tự hào. Dạ, dạ, được cái không có xấu như cha mẹ nó đâu chị à. Uống xong chén trà nóng, bà thầy hỏi cô. Cháu đã thấy bớt lạnh chưa? Cô khẽ gật đầu, công nhận ngoài trời đang nắng chang chang, mà từ lúc bước vào đây cô lạnh hết cả người. Bà thầy nói tiếp. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, chồng bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu năm nay 18, chồng cháu 28. Lấy chồng thấy sướng không? Bà thầy hỏi mà cô không biết trả lời sao cho phải. Nói sướng cũng không hẳn, mà nói khổ cũng không phải. Cô chỉ biết cười cười. Biết gì sao? Ta kêu mẹ đưa cháu qua đây không? Dạ, con không biết. Vì ta thấy có hai âm hồn đang đi theo cháu đó. Bà thầy nói tới đây khiến cho cô và mẹ cô đều sửng sốt. Mẹ cô vội vàng hỏi. Âm hồn đó hả chị? Vậy phải làm sao? Cô cứ bình tĩnh đi, để tôi nói chuyện với con nhỏ cái đã. Khuôn mặt cô ngơ ngác, bà thầy vẫn bình thản nhai trầu, ánh mắt của bà như nhìn thấu tất cả. Không có việc gì phải sợ hay hoang mang hết đó. Hai âm hồn này, họ không có làm hại cháu, mà họ muốn giúp họ. Cô khẽ rùng mình khi bà thầy nói. Cô lại nhớ đến những gì mà mình nhìn thấy và giấc mộng mấy đêm trước. Cô chậm chậm lên tiếng. Hai âm hồn đó có phải là một người phụ nữ và một đứa trẻ đúng không? Cháu thấy họ rồi đúng không? Dạ, cháu có thấy và có mơ thấy. Bà thầy gật đầu. Hai người này đều là người thân thiết với chồng cháu. Vậy bây giờ cháu phải làm sao? Hai người này chết oan lắm cháu ơi. Họ muốn cháu giải oan giúp họ đó. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Giải oan là sao hả? Phải, giải oan. Nhưng mà chuyện này không phải nói là làm được ngay đâu. Ta gọi cháu đến đây để dặn cháu ngày rằm hay mùng một hàng tháng đó cố gắng thắp nhang cho họ cây nhang để họ đỡ đói khát thôi. Còn quan tình ra sao sau này sẽ rõ. Thắp hương ở trong ngôi nhà quan đó luôn nghe.
Cô nghe xong dựng đứng hết cả tóc gáy, hai tay khẽ run đan nhẹ vào nhau. Bà thầy vẫn nhìn cô chằm chằm. Bà nhổ toẹt cái bã trầu vào cái bô. Cô cố gắng trấn an lại tinh thần rồi hỏi lại cho rõ. Khi thắp nhang thì khấn bái thế nào hả thưa thầy? Không biết tên tuổi thì cứ thắp qua nén nhang rồi vái ba lại. Kêu họ sống khôn chết thiên thì phù hộ cho cháu, sớm giải được quan tình giúp họ, cho họ được đi đầu thai siêu thoát. Dạ, mà thầy biết sao họ theo cháu không? Vì cháu hợp tuổi với họ, không phải ai cũng nhìn thấy họ được đâu. Cái duyên cả đó, giống như ta gặp cháu hôm nay cũng là cái duyên. Dạ, cháu hiểu rồi. Tuổi của cháu năm nay cũng là năm xung tháng hạn đó, đề phòng tiểu nhân hãm hại. Dạ, cháu cảm ơn thầy. Nói rồi cô rút trong túi ra một tờ tiền, kính cẩn nói. Dạ, cháu xin đặt lễ. Ôi trời ơi, cất tiền đi. Ta không có nhận đâu. Cháu về cứ làm như những gì ta dặn. Có gì không hiểu thì tới tìm ta. Bây giờ ta phải đi lễ cho họ rồi. Mẹ con nhà cháu về đi. Vậy cháu xin phép về trước. À, cảm ơn thầy nhiều. Ừ, về đi. Trước khi về bên nhà chồng, mẹ cô còn cẩn thận đưa cho cô một lá bùa bình an và dặn dò cô phải luôn mang theo nó bên mình. Nhìn thằng cò vẻ mặt buồn rầu, nó núp đằng sau cánh cửa mà lòng cô quặn thắt. Cô ước giá như thời gian trôi thật chậm thì tốt biết mấy. Suốt dọc đường, cô không nói lời nào, cứ như cái hồn của cô nó đi tận đẩu tận đâu mất rồi. Cậu Phong biết cô buồn, nên cậu chỉ lặng lẽ lái xe không nói thêm một lời nào. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Trâm ở trên phòng mở tuyết than thở cả buổi chiều. Một lúc sau, con Hiển nó chạy lên báo tin xe cậu đã về. Trâm vui sướng, đứng bật dậy, định bụng chạy xuống chỗ cậu, thì không may trượt chân ngã nhồi xuống đất. Bên dưới, cậu Phong vừa đặt chân xuống xe, thì con Hiển đã phi ra như bay, từ trên lầu xuống báo. Cậu ba ơi! Nguy rồi, cậu ba lên giúp cô Trâm ấy. Cậu ba ơi! Con Hiển, mày bình tĩnh mày nói tao nghe coi. Có chừng á, tao may cái miệng mày lại cho khỏi nói à. Cô Trâm ngã nhòi xuống đất không có đứng được dậy đâu cậu ơi. Mở túi kêu con xuống nhờ cậu đưa cô Trâm đi bệnh viện được không? Đám thằng Bảo thằng Đực đâu hết rồi? Mấy anh đi đánh cá ngoài ao lớn vẫn chưa có về cậu ơi. Cậu Phong đi theo con Hiển. Cô thấy vậy cũng lẻo đẻo theo sau. Lúc lên tới nơi, cô thấy bà Dung với mợ Tuyết đang ở đó cuống cuồng suýt xoa. Cô liếc mắt nhìn xuống chân của Trâm. Đúng là có sưng nhẹ, nhưng không đến nỗi cô ta phải kêu la như chết cha chết mẹ vậy đâu. Cô đoán chắc là do cô ta bị trẹo chân nên bị sai khớp hoặc bong gân thôi. Trâm thấy cậu Phong, nước mắt ngắn, nước mắt dài tuôn ra, nhỏ nhẹ. Cậu Phong, chân em đau quá. Cậu Phong ngồi xuống nâng nhẹ bằng chân Trâm lên. Trâm nhăn mặt. Bà Dung thấy vậy vội nói. Con đưa con bé nó tới bệnh viện khám xét coi thế nào. Chỉ là sai khớp thôi mẹ à, để con nắn lại một chút là được. Nhưng mà cậu vừa mới đụng vào chân con Trâm mà nó đã kêu trời kêu đất. Cô đứng đó để ý thái độ của con Trâm. Rõ ràng cô ta là bác sĩ, biết thừa mình bị làm sao, còn cứ cố tình làm mình làm mấy, nhìn nó thật là ghét. Mợ Tuyết nhàn nhạt lên tiếng. Hay là chú ba dẫn em Trâm lên bệnh viện khám xem có làm sao hay không. Chứ em ấy mới xuống đây chơi với tôi được có vài bữa mà chân cẳng đã dậy rồi. Bà Dung ùa vào. Phải đó, con đưa con bé đi khám luôn đi. Cậu Phong bất đắc dĩ phải bồng Trâm ra ngoài xe. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu. Trong lòng cứ gai gai cái kiểu gì đó. Khó chịu lắm. Cô định thần lại một chút, không lẽ là cô ghen sao? Cậu tuy hơi nghiêm khắc, nhưng mà tính ra cậu đối xử với cô rất tốt. Từ lúc thấy cô Trâm kia cứ muốn lãng vãng bên cậu, mà cô thấy bực bực ghê lắm. Vẫn biết mai sau cậu còn có được quyền rước thêm vợ hai, mà khổ cái cảm xúc lúc này nó khó khống chế vô cùng. Bà Dung với mợ Tuyết quay trở lại gian nhà, vẫn thấy cô đứng yên bất động ở đó. Bà hắn giọng hất hàm. Con kia, còn không xuống bếp phụ mọi người dọn cơm đi. Nhìn thấy người ta đẹp đôi quá nên đứng đợ ra đó phải không?
Cô nhìn bà Dung thở dài, dạ nhẹ một tiếng. Xuống đến bếp mà tâm trạng cứ như người mất hồn. Con nhỏ Đào thấy cô, nó hậu hởi nói. Mợ ba đã về rồi hả? Ừ, mợ vừa mới về được một lúc thôi à. Nay mợ được về nhà mình chắc vui lắm mợ ha. Nghĩ tới đây cô gật đầu cười hạnh phúc. Vui lắm Đào à, đúng là không có đâu bằng nhà mình. Nhỏ Đào bỗng buồn, nhỏ dẹ đáp. Con không biết khi nào mới được về nhà chơi nữa mợ à, con cũng nhớ nhà. Cô hiểu cảm giác của nhỏ Đào, nhưng lại không biết làm thế nào khác, chỉ biết an ủi. Thôi, ráng lên, cuối năm rồi về, ha? Dạ, mợ. Vú Mậu từ ngoài đi vào lớn tiếng kêu. Cơm nước xong cả chưa? Ông bà với cậu mợ đói bụng rồi đó. Cô quay qua nhìn Vú Mậu. Vú lườm cô một cái, rồi ngầm ngoẩy quay đi. Cô thấy ngứa mắt liền gọi. Khoan đã Vú. Vú nhíu mày hỏi. Mợ ba kêu tiếng gì tôi? Vú cũng lên nhà, đúng không? Ừ, đúng rồi. Vậy Vú cầm giùm con cái son cơm lên chứ. Đằng nào Vú cũng đi tay không mà, mọi người dưới này làm không có hết việc đó. Vú Mậu ấm ức nhìn cô ngập ngừng nói. Đó không phải là công việc của tôi, mợ sai người khác đi. À, được rồi, vậy Vú lên nhà trước đi. Lúc lên tới nhà, cô thấy ông bà và mọi người đã ngồi sẵn ở bàn. Ông thấy cô khệ nệ bưng hai cái son, ông hỏi. Vợ thằng ba, mày làm gì mà cực khổ bưng nặng vậy, lỡ đổ thì sao? Mọi người đâu hết rồi? Cô từ từ đặt từng cái son xuống sàn nhà, rồi mỉm cười trả lời. Dạ, thưa cha, con thấy mọi người đang rất bận, nên không muốn làm phiền mọi người. Hồi nãy con thấy Vú Mậu rảnh, nên có nhờ Vú bưng giùm con một cái son, mà Vú không có chịu. Vú kêu đó không phải là việc của Vú, con sợ cha mẹ đói nên bưng cả thể lên đây luôn. Nghe cô nói xong, Vú Mậu khuôn mặt xám xịt lại, chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị ông nói. Vú Mậu, có thật vậy không? Vú sợ cái uy của ông lắm, Vú run run gật đầu. Dạ, nhưng mà ông cho tôi được giải thích đã. Hôm nay, để tôi nói một lần cho bà rõ nghe. Tính ra bà cũng chỉ là người làm ở trong nhà này thôi. Có chăng bà hơn những người khác là ở cái nhà này lâu rồi. Được trả lương cao hơn họ, được cái ưu ái ngồi ăn cùng với chủ. Tuy nhiên, bà không được quyền vượt mặt chủ, bà biết không? Vú Mậu nghe xong mặt tái lại. Cô nhìn bà Vú bị ông giảng đạo mà vui trong lòng. Muốn cười lắm mà không dám. Đành ráng nhịn lại một lát rồi cười sau cũng được. Thực ra, ở dưới bếp, con nhỏ Đào có xin bưng đỡ giùm cô một cái son mà cô cố tình bưng như vậy vì cô biết ông đã ngồi sẵn ở bàn. Đáng đời cái mẹ Vú. Cho chừa cái tội hống hách xem thường người khác đi. Bà cậy được mẹ chồng cô bảo vệ mà không coi cô ra gì hả? Không dám đâu à nghen. Thấy Vú Mậu rưng rưng nước mắt, bà Dung liền nói. Thôi, bà xin lỗi ông rồi ăn cơm đi. Vú Mậu lẻng bẻng thưa. Dạ thưa ông, tôi biết lỗi rồi. Hôm nay tôi phạt Vú không có được ăn cơm cùng mọi người cho nhớ. Dạ. Bà Vú lủi thủi đứng dậy. Lúc đi qua cô, bà lườm trộm cô một cái. Cô biết nhưng mà cô kệ. Sợ ơi, Vú mà. Cô lên phòng gấp gọn quần áo. Con nhỏ Đào thấy vậy đem cho cô một ly nước mát. Nó nói. Tối nay trời nóng nực ghê mợ ha. Mợ làm ly nước lạnh cho nó đỡ nóng đi. Cảm ơn Đào, để lát mợ uống. Dạ, mà con... Vừa nghe nói hồi nãy Vú Mậu tức mợ lắm hả? Cô khẽ cười. Phải rồi, bị cha la con không tức sao được. Mợ có sợ Vú Mậu trả thù không? Dù sao Vú cũng là thù dai lắm đó mợ à. Hơn nữa, bà lại quý Vú nữa. Bình thường kể cả mợ không làm cái gì, thì bà với Vú cũng đâu có ưa gì mợ đâu. Mợ làm vậy để bà Vú biết rằng không phải ai bà ấy cũng lên mặt được đâu. Mình phải có giá trị của mình chứ Đào. Con chỉ lo mợ sẽ bị gây khó dễ thôi à. Chuyện đó thì không thể tránh khỏi. Quan trọng là mình phải mạnh mẽ vượt qua. Nhỏ Đào nó im lặng một hồi rồi gật đầu. Dạ, con hiểu rồi mợ. Thôi, trễ rồi. Xuống tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Sáng mai lại là cả một ngày dài đó.
Dạ, mợ, để con phụ mợ xếp đồ nghe. Không cần đâu, mợ tự làm được, mợ cũng chưa có buồn ngủ. Nhỏ Đào nó cười tủm tỉm. Mợ đợi cậu về rồi đi ngủ, đúng không? Con nhỏ này, thôi, xuống dưới đi. Đó, cậu đưa cô Trâm đi bệnh viện cách đây có vài cây số thôi, mà cứ như là đi xuống tận thủ đô chơi đó. Cô nghĩ bụng, chắc giờ này có khi đang đưa nhau đi coi chiếu bóng cũng nên. Nghe nói cô Trâm đó thích đi coi chiếu bóng lắm, mà cậu thì cũng khác gì đâu. Kể ra cô Trâm với cậu cũng rất đẹp đôi, nhưng mà sao cô lại cảm thấy mình nhỏ nhen, không muốn san sẻ cậu cho ai hết trơn á. Chắc tại cậu là chồng của cô, thì cô phải giữ chứ. Sáng ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, thì đã thấy cậu nằm ở bên cạnh. Ủa, vậy là tối qua cậu về lúc nào, cô cũng không hay biết luôn. Cô ngồi yên ngắm cậu, công nhận, cậu càng ngắm càng thấy cậu đẹp. Ngắm cậu không biết chán luôn đó. Ngày trước lần đầu tiên thấy cậu, cô chỉ thấy cậu đẹp, nhưng mà chẳng thấy ghét à. Bây giờ thấy cậu cũng khá tốt, lại khiến trái tim của cô rung rinh. Rồi bất chợt cậu mở mắt ra. Cô bị cậu bắt quả tang nhìn trộm mình. Cô xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Sợ cậu bắt bẻ, cô lắp bắp. Em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Cậu nhìn cô chầm chầm. Cậu có cười nhẹ, nhưng mà không để cô biết. Cậu lãnh đạm trả lời một tiếng. Ừ. Bữa sáng hôm đó, cả nhà vẫn dùng bữa như thường lệ. Có điều lúc cô từ dưới bếp lên, đã thấy Trâm ngồi cạnh cậu Phong, mà chỗ đó lẽ ra ngày thường là của cô. Trâm nói, ôi, mợ ba, thấy mợ em mới nhớ, em lại ngồi làm chỗ của mợ rồi. Trâm định đứng dậy thì bà Dung nói, thôi, không có sao đâu, chỗ ngồi thì quan trọng cái gì, chân đau cứ ngồi yên đó đi con. Dạ, nhưng mà... Cô cười nhẹ kéo ghế ngồi bên cạnh mợ Tuyết, nhưng trong lòng thật sự không vui. Trâm ngồi ở đó cũng được, tôi ngồi ở đây. Thực ra chỗ ngồi nó cũng đâu có thể thay đổi được cái điều gì đâu. À mà chân cô đỡ nhiều chưa? Cảm ơn mợ ba quan tâm, chân của tôi đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Chân tôi đỡ nhiều vậy đó là phải nhờ công lớn của cậu Phong đó mợ. Nói rồi Trâm quay qua nhỏ nhẹ với cậu. Em cảm ơn cậu Phong nhiều lắm đó. Tối hôm qua cậu cực khổ vì em. Có gì đâu, cô là khách của chị dâu tôi thì cũng như là khách của tôi vậy thôi. Cậu Phong nói vậy như cố tình phân rõ giới hạn với Trâm trước mặt mọi người. Cô tủm tỉm nhìn Trâm. Cô thấy rõ cô ta đang tức lắm, nhưng lại không thể làm cái gì được, chỉ biết nhăn răng ra mà cười. Lúc mọi người dùng bữa sáng xong xuôi thì ông bất ngờ lên tiếng. Mọi người ngồi yên đó, nghe tôi nói cái đã. Ngày rằm tháng này là giỗ của cha tôi, cũng như mọi năm là nhà mình sẽ chục mâm mời anh em họ hàng. Nhân cơ hội này, năm nay tôi sẽ đón bà Hai và thằng Phát về ở bên này ở. Mẹ nó và mấy đứa thấy làm sao? Phận làm dâu thì cô và mợ Tuyết thì không dám lên tiếng. Cậu Phong với cậu Tấn thì không có ý kiến gì, chỉ riêng mình bà Dung đùng đùng phản đối. Tôi không có đồng ý đâu. Mình biết em và con mụ đó không có ưa gì nhau. Mình mà đón mẹ con nó về đây đó hả, là loạn cái nhà này lên đó. Tôi thấy không có ai có thể làm loạn cái nhà này bằng bà đâu. Bây giờ tôi già rồi, cũng muốn yên ổn một chỗ. Việc tôi đón mẹ con bà đó về đây là quá hợp lý. Em không có đồng ý đâu. Ông dứt khoát nói. Tôi quyết rồi, sẽ không có thay đổi đâu. Bà Định lên cơn đau tim do ông một trận, mà như ông đã biết tổng biết teo mấy cái chiêu cũ trích của bà rồi, nên ông liền đứng dậy rời đi ngay khi dứt lời. Bà quất ức đấm liên tiếp vào ngực của mình mà than trách. Hai đứa, coi cha có hai đứa vậy đó, có chấp nhận được không? Ai biểu cha của tụi bay lấy nhiều vợ cho nó khổ chứ? Cậu Phong thấy vậy mới nói. Bởi vậy nên mẹ đừng có bắt người khác phải khổ giống như mẹ. Cái thằng này, mẹ đang buồn mà còn nói với mẹ vậy nữa. Thôi, con xin phép mẹ con ra xưởng làm việc đây. Cậu Phong thấy cô ngồi đó, sợ cô sẽ bị mẹ giận cá chém thớt. Cậu liền nói. Ra ngoài, tôi biểu cái này một cái. Hả? Cậu gọi em hả? Ừ.
cô đi theo cậu ra đến xe mà cậu vẫn không nói lời nào. Cô thắc mắc. Cậu biểu em gì thì biểu luôn đi. Không có gì đâu, cô vào trong nhà đi. Thực ra lúc cậu gọi cô đi theo thì cô đã biết tổng cậu cố tình làm vậy để cô không phải chịu cái sự giận dỗi từ bà. Cô mỉm cười nói nhỏ. Em cảm ơn cậu nghe. Cậu nhíu mày nhìn cô, làm vẻ mặt không có quan tâm. Không hả? Tự nhiên cảm ơn à? Cô bất ngờ kiển chân hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi quay mặt chạy mất. Cậu sững người nhìn phía sau lưng cô. Mãi cho tới khi cái bóng cô khuất hẳn, cậu mới định thần lại rồi bước vào trong xe hơi. Suốt 3 ngày sau đó, bà Dung không ra khỏi buồng. Bà bực bội, bà buồn tủi, giận dỗi, nằm liền một chỗ không ăn không uống gì để dằn mặt ông. Vậy nhưng mà lần này ông quyết tâm vô cùng. Ông còn làm căng hơn cả bà đó. Ở cái độ tuổi gần 60 rồi, nhưng mà bà vẫn còn ghen tuông lắm. Ai biểu ông già rồi vẫn còn phong độ ngời ngời chi. Hơn nữa, bà biết ông vẫn còn thương bà Hai nhiều. Năm xưa là ông gặp bà Hai trước. Ông thương bà Hai trước. Nghe đâu hai người còn viết thư qua lại cũng ngót nghét gần năm trời thì ông mới rước bà về. Nếu khi đó gia thế nhà bà Hai cũng hiển hách như bà thì không chừng bà đã không có cửa làm vợ ông. Càng nghĩ, bà lại càng thấy đau. Đau như muốn chết đi sống lại luôn đó. Bà đường đường cũng là tiểu thư trong một gia đình có ông nội làm quan lớn. Bà đã nhượng bộ chịu cái cảnh chung chồng. Thì chớ, mà bây giờ ông còn đòi trước mẹ con bà đó về bên này nữa. Ngày ngày nhìn thấy, bà chịu làm sao nổi trời. Mẹ ơi, con vào được không? Bà Dung nghe thấy tiếng của Hạnh. Bà mừng thầm, chắc là nó lại mang gà hầm tới cho mình đây. Nhưng mà bà vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Vô đi. Hôm nay mẹ thế nào rồi, đã đỡ mệt hơn chưa? Bà liếc mắt nhìn trên tay Hạnh, không cầm theo một cái thứ gì cả. Bà hụt hẫng mà không dám nói. Mấy ngày qua, bà nằm ở đây cũng là một tay cô hầm gà mang tới cho bà. Cô còn biết ý, rời luôn sau đó để bà ăn uống cho thoải mái. Cô biết thừa bà đang đói bụng lắm chứ. Cỡ như bà nhịn một bữa đã không chịu nổi, huống hồ gì 3 ngày liên tiếp. Mày kệ tao đi, tao có chết cũng không ai thương đâu. Mẹ đừng có nói gỡ như vậy, mẹ mà chết thì ai lo liệu cái nhà này. Sợ ơi, tao mà chết á, mày lại mừng quá đi đó chứ. Mẹ ghét con lắm, đúng không? Biết rồi còn hỏi nữa. Dạ, vậy con để chị Tuyết hầm gà mang tới cho mẹ nghe. Mẹ cưng chị cho nên chắc ăn gà của chị hầm ngon hơn con lắm đó. Cô vừa quay mặt bước đi thì bà gọi lại. Mày đứng đó cho tao coi. Con Tuyết nó đang bầu bì mà mày còn muốn bắt tội nó hả? Với lại tao không ăn của ai hết á. Bây giờ tao nhịn đói tới khi nào chết đó thì thôi. Vậy mấy con gà hôm trước con hầm cho mẹ đâu rồi? Tao đổ hết cho chó ăn rồi. Cô tủm tỉm cười thầm trong lòng. Có mà nó tiêu hóa hết trong bụng bà thì có. Cô biết nhưng mà cố tình ra vẻ như đang rất tiếc. Trời ơi mẹ, sao mẹ phí quá vậy? Gà đó là gà ác ngon lắm luôn đó mẹ. Ngon đếch gì, ăn cũng tạm được. Ủa, vậy là mẹ ăn rồi hả? Bà Dung ngập ngừng chữa cháy. Tao nhìn là biết mà. Dạ, vậy thôi. Nếu mẹ không ăn thì con xin phép không có mang gà lên nữa. Hồi nãy con có nấu cháo gà với hạt sen. Con định lên hỏi thăm xem mẹ có đói chưa thì con đơm lên cho mẹ ăn luôn. Buồn quá à. Một lát cậu Phong về con kêu cậu ăn đỡ vậy. Bà Dung tức quá trời quá đất. Con này nó đang chọc tức bà đây mà. Bây giờ mà không ăn thì bà chịu sao nổi tới sáng mai. Bà không còn cách nào khác, đành phải nói. Nếu nấu rồi thì mang lên đây cho tao ăn đỡ đi. Đồ ăn mà ăn gượng ép thì không có ngon đâu mẹ. Mày, tao biểu em lên đây. Nói nhiều à. Cô vừa mới dứt lời thì cô thấy tiếng nói của ông đã về. Hôm nay ông về sớm hơn thường ngày 1 tiếng đồng hồ. Cô hỏi bà. Cha về rồi thì sao hả mẹ? Hay là con đơm lên 2 chén để cha mẹ cùng ăn cho tình cảm nghe. Mày dở hơi hả? Cha mày có hỏi thì nói là tao vẫn nằm một chỗ đó nghe. Còn cháo gà thì sao? Lát nữa cả nhà ăn cơm thì đem lên cho tao. Dạ.
Lúc cô từ phòng của bà Dung ra khỏi, thì xa xa cô thấy cậu Phong với Trâm đang húy hoáy làm cái gì mà còn ghé sát đầu nhau ở gần cái chỗ đống rơm. Tự nhiên cái lồng ngực của cô tức ghê lắm. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đứng quan sát hai người. Cô để ý nét mặt của cậu Phong rất lãnh đạm, còn cái cô Trâm kia khỏi nói, hí hửng cái cỡ nào, thiệt là mệt rồi. Quang Hiển thấy vậy cười khẩy một cái rồi tiến đến hỏi. Ê, mợ ba, mợ làm gì mà đứng ngay người ra vậy? Nhìn Quang Hiển, cái bản mặt của nó đã không buồn trả lời rồi. Quang Hiển nó nói tiếp. Con hỏi thiệt mợ ba nghe, mợ ba đang ghen với cô Trâm đúng không? Bởi cổ vừa xinh đẹp lại có học thức vậy mà. Nếu mà như con hả, cũng ghen chứ bộ. Cô cười nhẹ với con Hiển một cái rồi gọi lớn. Cậu Phong, cô Trâm ơi, chuẩn bị ăn cơm nghe. Hai người đứng đó làm gì mà tới con Hiển nó còn chọc ghẹo nó ganh tị nữa đó. Con Hiển đen kịt cả mặt nghe cô nói. Khi cậu ba liếc nhìn nó mà nó rung tưởng chừng như đứng không vững, nó vội vàng xua tay giải thích. Con không có. Rõ ràng mợ vừa nghe thấy Hiển kêu vậy mà. Con xin phép đi dọn cơm. Cô cười tươi rạng rỡ, tiến tới khoác tay tình cảm với cậu Phong trước mặt Trâm, khiến cho con Trâm nó tức nổ đom đóm. Vậy mà sau một hồi Trâm nó vẫn nhỏ nhẹ. Tôi với cậu Phong không có như mợ ba nghĩ đâu. Tôi có nghĩ gì đâu. Ý mà cô biết tôi nghĩ gì luôn hả? Cô Trâm siêu quá vậy. Trâm cứng đờ người, mãi mới nói lên lời. Tôi sợ mợ ba hiểu lầm. Hồi nãy cậu Phong chỉ quan tâm tôi một chút thôi. Cô không trả lời Trâm, mà quay qua nói với cậu Phong. Ý mà cô Trâm đang là khách quý của nhà mình. Cậu Phong kỳ bo vậy, quan tâm cô ấy nhiều hơn chút nữa được mà. Cậu Phong nhíu mày nhìn cô chầm chầm. Cậu nghĩ con vợ của cậu nó bị bệnh hay sao? Chí ít cậu cũng là chồng cô mà cô thấy khó chịu gì à? Nhìn cái vẻ mặt không có quan tâm của cô kìa, sao cậu thấy tức ngược mới chết chứ? À đúng rồi, cậu đi rửa chân tay rồi còn ăn cơm, em đỡ cô Trâm vào nhà cho. Đỡ nổi không đó? Cô cố tình nói. Cô Trâm nặng hơn em mà, em dám chắc em khỏe hơn cổ đó. Trâm tức quá trời, cô đang nhắc nhở cho cậu biết Trâm có dáng người mũm mĩm hay sao. Con Trâm nó bất mãn, nhưng mà thấy cậu đi rồi nên chỉ biết ngậm ngùi để cô dìu vào. Vừa đi Trâm nó vừa nói. Sướng nhất là mợ ba đó nghe. Được người chồng vừa tâm lý vừa tài giỏi như cậu Phong là ước mơ của bao cô gái đó mợ. Ủa, vậy Trâm có trong số đó không? Thì như tôi đã nói với cậu Phong là ước mơ của bao nhiêu cô gái mà mợ. Vậy là tôi có phúc lớn lắm hen. Mai mốt nếu như cậu Phong có rước thêm vợ hai, chắc mợ ba buồn lắm đó. Cô sững người, nhìn nụ cười trên khóe môi của Trâm, rồi cô nhàn nhạt đáp. Tôi chưa nghĩ xa như vậy, vợ chồng ở với nhau ngày nào là hạnh phúc ngày đó thôi. Về đến gian nhà ăn, thấy ông Mãi đã ngồi xuống bàn, cô định bụng đi lấy cháo gà cho bà, thì ông nói trước. Vợ thằng ba, bay cứ ngồi xuống đó ăn cơm trước cái đã. Không có phải đi lấy đồ cho ai hết á. Người nào có chân tay người đó tự đi lấy mà ăn. Cô ngạc nhiên nhìn ông. Sao ông lại biết cái chuyện cô định đi lấy cháo gà cho bà? Không lẽ vì ông đã quá hiểu bà, hay là ai mét với ông? Cô ngập ngừng nhìn mọi người. Ông lên tiếng tiếp. Bữa nay mà bay mà lấy đồ cho bà ăn nữa là cha phạt bay nhịn luôn bữa tối này đó nghe. Cậu Phong kéo ghế cho cô ngồi xuống bên mình. Ngồi xuống ăn đi. Dạ. Lúc này tại phòng bà Dung, bà sai con Bưởi bóp chân bóp tay cho bà, thì con Hiển nó đi tới. Dạ thưa bà để con xô bóp cho bà nghe. Nhà ăn cơm chưa mà giờ này mày lại đứng đây? Thưa bà, cả nhà đang dùng bữa rồi bà. Bà sửng sốt. Ăn lâu chưa? Dạ được một lúc rồi nên con mới dám đến đây gặp bà đó. Bà có đói không? Bà thấy ánh mắt con Hiển khác thường, bà liền nói. Con Bưởi ra ngoài coi có gì thì làm đi. Con Hiển ở đây xô bóp cho tao là được rồi. Dạ thưa bà. Con Bưởi đi khỏi thì con Hiển mới dám nói, vì nó sợ con Bưởi nhiều chuyện lại mét lẻo. Bà Dung chau mày. Nó đi rồi, có gì mày nói đi. Con Hiển tới xô bóp cho bà, nó thở dài.
Con sợ nói ra lại gây mâu thuẫn với bà và mợ ba. Mợ ba mà biết lại mét cậu ba phạt con. Bà không nói thì con thấy tức thay bà đó. Có chuyện gì thì mày nói luôn đi. Có tao ở đây nè. Đứa nào dám phạt mày? Con Hiển nghe vậy yên tâm nói. Là vừa hồi nãy con thấy mợ mét ông cái chuyện ăn uống mấy ngày qua của bà đó. Ông nghe xong giận lắm nên cấm tụi con không có được đem đồ cho bà ăn. Ông còn nói ai có chân có tay tự dậy mà ăn. Bà Dung nghe xong nổi giận đùng đùng và đập mạnh xuống giường. Cái con mất nết này! Kìa bà! Con biết bà giận vậy thì con không có dám nói đâu. Cái thứ mất nết vô học! Cậy hầm cho bà được mấy con gà mà đi kể công hả? Được rồi! Cái chợ đó bà mà khỏe bà xử lý! Con Hiển nghe xong vui vẻ quá trời. Nó so so bóp bóp cho bà thêm một lúc rồi nó hồ hởi đi về báo tin cho mợ Tuyết. Mợ ơi! Con làm như lời mợ dặn người đó. Phèn này mợ ba ăn hành dài tập với bà cho mày coi. Mợ không biết đâu. Hồi nãy bà tức quá trời luôn đó. Mợ Tuyết cười sang sảng. May mà có em Trâm nghĩ ra kế này. Mấy ngày nó cực lực hầm gà cho bà để lấy lòng. Ai ngờ con cóc rồi. Lúc này cậu Tấn từ ngoài bước vào. Thấy vợ mình cười hơn được cả mùa. Cậu hỏi. Này có chuyện gì mà mình cứ vui dữ hen? Mợ Tuyết nháy mắt con Hiển đi khỏi, mợ ngọt ngạt với chồng. Chuyện ở dưới xưởng dạo này sao rồi hả mình? Mình phải cố gắng vì tương lai của con đó. Cậu Tấn cười nhẹ cúi xuống so cái bụng phẳng lì của mợ Tuyết. Ánh mắt cậu tràn ngập hạnh phúc. Từ lúc nghe tin mợ Tuyết có bầu làm cho cậu có động lực phấn đấu hơn. Nhất định từ nay sẽ cố gắng vì cục cưng nhỏ đây nè. Cậu Tấn định hung lên môi mợ một cái. Thì mợ sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà làm bậy. Mợ vội vàng tránh né. Để em đi lấy đồ cho mình tắm rửa ngang. Thôi, mình để đó đi. Bây giờ việc của mình là nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân thật tốt ngang. Mợ Tuyết mỉm cười gật đầu rồi dục cậu đi tắm cho sớm. Hạnh ở bên dưới canh chừng cho ông ra ngoài. Cô mới dám xuống bếp nấu nóng lại cái cháo gà rồi đem lên cho bà. Tuy bình thường bà không ưa gì cô, nhiều khi cô cũng giận bà lắm, nhưng nghĩ lại bà cũng là mẹ chồng cô, là người sinh ra chồng cô, nên không có thể không lo cho bà được. Mẹ ơi, cháo con hâm nóng rồi, mẹ dậy ăn đi. Cô nhẹ nhàng đặt cái tô cháo xuống bàn, chưa được bao lâu thì bà đột nhiên hất văng tung té cả cái tô cháo xuống chỗ chân của cô, khiến cho cô vội vàng chạy thẳng ra ngoài, xả nước vào chân. Ôi mẹ ơi, nó đau nó rát. Cô khóc ra tiếng máng tiếng mượn luôn. Cô không biết lý do làm sao mà bà lại làm vậy. Hay là bà hờn dỗi cái việc cô đem cháo trễ cho bà. Nhưng mà chí ít ra bà cũng phải cho cô cơ hội giải thích chứ. Một lúc sau cô quay trở lại phòng. Tô cháo bể tung tóe vẫn còn nguyên trên sàn nhà. Mà bà thì đang nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn. Cô ấm ức hỏi. Thưa mẹ, không biết con đã làm cái gì để mẹ nổi giận như vậy? Cô còn nói như mình là kẻ không có biết gì sao? Đúng là cái thứ giả tạo còn mất nết nữa. Tôi cầu cho cô nhanh chóng cút khỏi mắt tôi đó. Cô muốn làm rõ nguyên nhân, nhưng mà cô lại linh cảm. Bây giờ có nói gì cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Cô có thể nhận thấy ánh mắt bà cực kỳ phẫn nộ khi nhìn thấy mình. Cô không nói gì nữa, lủi thủi lụm những cái mảnh bể ở dưới sàn rồi lau dọn sạch sẽ. Sau đó cung cúc ra ngoài. Cô có cảm giác nhất định có ai đó đã nói gì với bà. Ngày mai, cô phải hỏi rõ ràng mới được. Cứ đợi đó đi. Cô lê lết đôi bàn chân bị phỏng đỏ về phòng. Lên tới nơi, cô thấy cậu đang ngồi đọc sách nên cô biết ý lặng lẽ trở về giường. Cậu thấy cô chợt ngưng động tác lại, ngước nhìn theo. Khoan đã, chân cô bị sao vậy? Không có cái gì đâu, cậu cứ đọc sách tiếp đi. Cậu không nói không rằng, đứng bật dậy tiến tới chỗ cô, vội vã nâng bàn chân của cô lên để nhìn. Cô khẽ nhăn mặt kêu nhẹ một tiếng. Chân cô bị phỏng rồi sao? Làm sao mà bị phỏng? Do em không có cẩn thận thôi. Cô nói dối. Cậu quả quyết là cô nói dối. Mà cô biết mình không có giấu được cậu nên liền nói.
Mẹ lỡ tay làm rớt cái tô cháo xuống vào cái chân em, nó nóng rồi nó phỏng đó cậu à. Lỡ tay hay là cố tình? Tôi nói cô rồi, ai mướn cô mang cháo cho bà? Dù sao thì mẹ cũng là mẹ cậu mà, cậu không sợ mẹ đói hả? Cô nghĩ bà để cho mình đói hay sao hả? Em biết, nhưng mà nồi cháo gà này em hầm ngon lắm cậu. Cậu vô lực không nói nổi với con vợ cậu, bởi con vợ này nó cãi lý giỏi lắm. Sau đó cậu đành phải đứng dậy, đi tới tủ thuốc tìm cái hộp mỡ chăn mà bạn cậu mới tặng đưa cho cô. Hộp thuốc mỡ này tốt lắm, cô bôi vào đi. Dạ, em cảm ơn cậu. Chưa đến 2 phút sau, cậu nghĩ lại liền nói. Thôi, nằm xuống giường đi, tôi bôi giúp cho. Như vậy sao được cậu? Tôi nói được là được mà, nằm xuống. Cậu quát, cô nằm im phăng phắc vâng lời. Vừa được cậu bôi, vừa không bị cậu quát, thì tội gì mà không nằm. Mà công nhận nghe, cái thuốc cậu bôi nó nhạy ghê luôn đó, đang trang trác mà dịu luôn. Cô tủm tỉm nằm im, hưởng thụ cái vẻ đẹp của cậu. Lâu lâu cô lại nổi hứng, muốn chọc cậu một chút. Cậu ơi, em hỏi nhỏ này nè. Hỏi gì thì hỏi luôn đi, nhỏ với lớn. Cậu còn ghét em không? Cậu dừng động tác nhìn cô, khóe môi cậu ngập ngừng một hồi rồi cậu đáp. Ờ, cô nghĩ tôi ghét cô hả? Em nghe người ta nói cậu không có thích người nghèo, mà tiếp xúc với cậu thì em thấy khác với những gì mà mọi người nói đó. Đúng là tôi không có thích người nghèo, nhưng không có nghĩa là ai tôi cũng ghét. Ghét một người mệt lắm cậu à. Thay vì ghét thì cậu thương người ta đi. Cô nói nhiều không thấy mệt hả? Đàn bà con gái gì mà nhiều chuyện vậy không biết nữa. Đau thì nằm yên một chỗ nghỉ ngơi đi. Cô xị mặt không nói thêm câu nào nữa. Cậu thấy vậy nói tiếp. Mà nè. Dạ, cậu nói đi. Mấy bữa nữa anh hai qua đây ở, cô mà xí xớn cái gì á là biết tay tôi đó nghe không? Cô ngây ngốc nhìn cậu. Ý cậu nói cô có tình ý với cậu hai đó hả? Cô bật cười thành tiếng. Cậu Phong đang viết kịch bản phim hài đó à? Trong khi cô cười lăn cười bờ, cười quặn đau cả ruột, thì mặt cậu lại lạnh lùng, nghiêm túc. Cậu quát. Nín! Bị cậu quát, cô lại nằm im phăng phắc. Cậu nói. Cái đó là trò đùa giỡn của cô đó hả? Em thấy mắc cười thật sự mà, cậu còn tưởng tượng giỏi hơn cả em nữa. Tôi cảnh cáo cô trước nghe, kẻo làm tôi mất mặt đó. Em biết rồi, em không có đổ đốn vậy đâu. Nói rồi cậu đứng dậy bước đi. Cô hỏi. Khuya rồi, cậu còn định đi đâu vậy? Tôi ra ngoài có việc, cô cứ ngủ trước đi. Cậu Phong cả đêm qua không về nhà. Sáng nay bà Dung còn dậy sớm tập thể dục trước sân nhà. Mà nghe cái vẻ tinh thần ổn hơn nhiều rồi. Cậu Phong không ăn sáng nên thành ra Trâm cũng ở lì bên trong. Ăn cơm xong, bà phân công việc cho từng người một để chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai. Mợ Tuyết đang bầu nên dường như không phải động tay động chân vào cái việc gì cả. Mọi việc cơm cháo quét tước, bà giao lại hết cho cô. Cả sáng đó, cô với con nhỏ Đào dọn dẹp sân vườn sau nhà. Cô cứ thất thần mãi khi nhìn về ngôi nhà bị bỏ hoang ở bờ ao bên kia. Cô vẫn nhớ như in những lời của bà thầy dặn. Kỳ lạ, từ cái hôm ở nhà bà thầy trở về, cô cũng không còn mơ mộng linh tinh gì nữa. Ngày mai là ngày rằm rồi, cô phải làm sao để vào trong ngôi nhà kia thắp nhang đây? Cô hỏi con nhỏ Đào. Đào ơi, em biết ai cầm chìa khóa ngôi nhà kia không? Nhỏ Đào đang cúi đầu cắt cỏ, liền ngẩng mặt lên nói. Ý, mợ. Ý của mợ là ngôi nhà quan kia hả? Ừ. Nhà đó để không rất lâu rồi, mợ hỏi chìa khóa mẫn gì vậy? Mà mợ đừng có nhắc tới ngôi nhà đó nữa, điều tối kỵ của bà đó mợ. Đào có biết gì về cái ngôi nhà đó hay không? Dạ không mợ ơi, người làm lâu năm trong nhà vì sợ bà nên giữ mồm giữ miệng lắm. Bởi vậy không ai biết gì đâu, chỉ dặn nhau không có được nhắc tới ngôi nhà kia thôi à. Có khi bà đang giữ chìa khóa đó. Con cũng nghĩ vậy đó, mà kệ đi mợ ơi. Mà đừng có quan tâm nhiều, không đến tay của bà là chết đó. Ừ, mà biết rồi. Nói thì vậy thôi, nhưng làm sao cô có thể không quan tâm cho được. Chuyện tâm linh không biết đã đành, biết mà không làm thì tội chết.
Buổi chiều hôm đó, nhân lúc bà Dung đi vắng, đám gia nô đi đánh cá, Vũ Mậu đi chợ, Mợ Tuyết với Trâm cũng không có nhà. Cô quyết định qua bên ngôi nhà quan đó thử xem một lần và nhân tiện thắp hương cho họ trước một ngày, kẻo ngày mai nhiều việc không có qua được. Cô ngắm rồi, gần đó có vườn chuối tiêu xanh, nếu không may ai bắt gặp thì nói mình đi chặt chuối là được. Men theo cái lối ao, cô cứ vậy mà bước đi, mặc dù rất sợ nhưng còn hơn là áy náy trong lòng không yên. Xung quanh ngôi nhà có rất nhiều cây dứa, cô đoán chắc là bà Dung trồng để cản những người khác tò mò đi tới. Cô ép sát người vào tường để len qua khe nhỏ. Nói hơi vô lý, nhưng gai dứa chọc vào người cô rất nhiều. Ngay cả khi chúng chọc gãi vào cái vết phỏng ở chân, nhưng kỳ lạ, cô lại không có cảm giác đau đớn. Khi đứng trước sân nhà, một làn gió lạnh lạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái. Ngôi nhà cũ kỹ, giống hệt với trong giấc mơ của cô. Khoảng trống sân nhà bị rêu phủ kín, cho thấy đã rất lâu rồi không có ai qua lại dọn dẹp nơi này. Cô run run từng bước chân tiến về phía trước, bàn tay chậm chậm mở cửa sổ căn nhà. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào hai hốc mũi rất khó chịu. Nhìn thật kỹ bên trong, mọi thứ khiến cho cô quá đá, bởi nó giống trong giấc mơ của cô không sai sót một chút. Cô ngước mắt nhìn lên bàn thờ, ở đó có một cái lư hương và di ảnh của người phụ nữ màu đen trắng đã nhòe. Sống lưng của cô bỗng có làn khí lạnh thổi qua. Toàn thân cô rùng mình sợ hãi. Tuy ảnh đã mờ, nhưng cái đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ này cho thấy bà rất đẹp. Nụ cười kia nữa, rất đẹp. Nhìn nó nét rất giống với cậu Phong. Nghĩ tới đây, cô chợt khựng người lại. Trong đầu hiện ra bao nhiêu giả thiết. Không, không phải, không thể vậy được. Cậu Phong là con của bà Dung, bà yêu thương cậu vậy mà, làm sao lại có thể liên quan đến người phụ nữ này chứ? Không, mình điên thiệt rồi, tại sao lại nghĩ lung tung vậy kìa? Sau khi đã định thần lại được, cô đặt cái lọ đã bỏ ít cát ở giữa cửa nhà rồi châm lửa đốt ba cây nhang. Cô khấn, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi không biết mẹ con của cô là ai. Hôm nay là ngày rằm tháng tư, tôi đốt nén hương thơm dâng lên cho hai mẹ con. Hai mẹ con cô sống khôn thác thiên, ủng hộ cho tôi sớm tìm được quan tình của hai người để hai người sớm được siêu sanh tịnh độ. Khấn xong, cô lại ba lạy rồi đi về phía vườn chuối. Xa xa cô thấy đằng bên nhà đang huyên náo, hình như là mọi người đã về. Cô vội vàng đi thật nhanh trước khi mọi người phát hiện, thì bất chợt đụng phải cái thân hình cao lớn trước mặt. Cô nhìn lên, chưa kịp định hình thì người đó đã lên tiếng. Thiếm bà làm cái gì ở ngoài này vậy? Anh Hai Phát, sao anh lại ở đây? Tôi hỏi thiếm mới đúng đó. Cô lắp bắp, tôi ra vườn chặt chuối để ngày mai nấu canh chuối ốc. Quá ra là vậy à. Mà thiếm có ngửi thấy cái mùi gì không? Hình như là mùi nhang thì phải. Cô vội vàng đáp, làm gì có mùi nào ở đâu, chắc anh Hai hửi lầm rồi. Mà tay của thiếm ba làm sao mà chảy máu vậy? Cô cúi xuống định giải thích thì đột nhiên có tiếng gọi của con nhỏ Đào. Mợ ba ơi! Cô ngước mắt nhìn về phía trước. Cô thấy con nhỏ Đào, đằng sau nhỏ Đào còn có cậu Phong đang đứng nhìn cô chằm chằm. Thôi chết rồi, có khi nào cậu Phong thấy cô đứng ở bụi chuối chứ cậu Phát là hiểu lầm gì không? Cậu Phong quay mặt bước đi. Khoảnh khắc đó sao cô thấy khó chịu tới vậy chứ? Cô vội vàng chạy thật nhanh về phía của nhỏ Đào, mặc kệ cho cậu Phát đứng đó. Dù cái vết phỏng vẫn chưa khỏi hẳn, chân vẫn có cảm giác đau rát, nhưng mà nó lại không có thấm thía bằng cái cảm xúc trong lòng của cô bây giờ. Mợ ơi, mợ đi từ từ, cô chừng té đó. Cậu Phong về lâu chưa Đào? Ông xe con đi gọi mợ, lúc con ra tới đây đã thấy cậu đứng đó rồi, mà mợ đi ra đó mận gì vậy? Mợ đi chặt chuối. Chặt chuối hả? Ủa, mà chuối chặt để sẵn ở bếp rồi mà mợ. Cô làm bộ lảng tránh. Vậy hả? Mợ đâu biết đâu. Mợ vào trong nhà luôn đi, mọi người ở đó đông đủ rồi kìa. Có chuyện gì hả Đào? Ông đón bà Hai về bên này đó mợ. Thì ra là vậy.
Thảo nào cậu Phát lại tự dưng xuất hiện trước mặt cô. Cô phủi sạch sẽ quần áo rồi bước về bên gian nhà chính. Lên tới nơi, cô thấy ông ngồi ở ghế chính giữa. Bên tay phải là bà Dung, bên tay trái chắc là bà Hai, Mợ Tuyết, Trâm, cậu Tấn và đám gia nô đã đông đủ, nhưng thiếu mặt cậu Phong. Cô cúi đầu chào ông bà, rồi ngồi xuống bên cạnh Mợ Tuyết. Rất nhanh sau đó, cậu Phát cũng có mặt. Ông liếc nhìn một lượt rồi lên tiếng. Còn thằng Ba nữa, sao không đi gọi cậu về? Thằng Đực vội vàng đáp. Dạ bẩm ông, cậu Ba nói cậu bận nên xin phép vắng mặt. Ông khó chịu. Cái thằng này, lần nào có cuộc họp gia đình cũng vắng mặt đó à. Bà Dung thấy vậy lên tiếng. Bởi nó không muốn thấy mặt ai kia. Bà nói ít không có chết được đâu. Bà không có nói thì tao không có nói bà câm đâu à. Thiệt tình à. Bà Dung tức tối xám xịt mặt lại. Bà lườm trộm bà Hai một cái. Ông từ từ lên tiếng. Đây là bà Hai của tôi. Còn kia là cậu Phát, con trai thứ hai của tôi. Từ bây giờ bà Hai và cậu Phát sẽ sinh sống ở bên này. Mọi người từ con cháu hay gia nô trong nhà đều phải kính trọng bà Hai và cậu Phát. Mọi người nghe rõ chưa? Mọi người cùng đồng thanh. Dạ. Ông gật đầu hài lòng. Tốt lắm. Cô lén nhìn bà Hai thật kỹ. Công nhận bà Hai đẹp hơn bà cả. Mà cái nét đẹp của bà Hai nó dịu hiền hơn so nhiều với bà cả. Cô nghĩ chắc là do tâm sinh tướng. Kiểu gì bà cả cũng ghê gớm hơn bà Hai. Bất chợt bà Hai cũng nhìn cô. Bà nhỏ nhẹ lên tiếng. Mình ơi, cô gái kia là... Cô giật mình, nhìn thấy bà chỉ về phía mình. Ông cười cười đáp. Tôi quên mất, chưa có giới thiệu. Đó là vợ thằng Phong. Vợ thằng Phong, ra đây, đứng chào mẹ Lánh đi. Hôm đám cưới của tụi bay, mẹ bị bệnh nên không có mặt. Cô dạ nhẹ một tiếng rồi rót ba chén trà mời ông, mời bà Dung, rồi mời tới bà Hai. Bà Hai nhận chén trà từ tay cô, bà cười nhẹ. Con tên là gì? Dạ thưa mẹ Lánh, con tên Hạnh. Con đẹp gái lắm. Con cảm ơn mẹ đã khen. Bà Dung bĩu môi nói bâng quơ. Cùng một ruột nên không khen nhau sao được. Ông Mãi lườm bà Dung. Bà ngắm ngoảy đặt cái chén trà xuống bàn rồi bước đi. Vú Mậu thấy vậy chạy theo phe phẩy cái quạt sau lưng bà. Ông thở dài. Không có ra cái thể thống gì hết. Mợ Tuyết thấy bà Dung đi khỏi mới dám lên tiếng. Con rất vui khi mẹ Lánh và chú Hai chuyển qua đây sinh sống cùng cả nhà. Bà Hai gật đầu. Nghe cha của tụi nhỏ nói rằng con đang mang bầu, đúng không? Chúc mừng hai vợ chồng con nghe. Con cảm ơn mẹ Lánh. Bây giờ nhà mình còn chờ mỗi cái rượu hồng của chú Hai thôi đó. Ông Mãi nói thêm. Cứ bình tĩnh đi, cha cũng đang đi tìm mối cho thằng Hai rồi đó. Dạ, như vậy thì tốt quá cha. Sau đó, mọi người lần lượt rời khỏi để tiếp tục công việc của mình. Còn cô vội vã đi tìm cậu Phong. Tìm trước sau trên dưới đều không thấy. Cô buồn tủi suy nghĩ có khi nào cậu giận mình không. Bất chợt cô nghe tiếng của bà Hai gọi. Hạnh à, con rảnh không? Vô đây mẹ nói cái này nè. Dạ. Vô tới gian phòng, bà Hai từ từ kéo trong ngăn tủ ra một cái khăn lụa đưa cho cô. Tặng cho con đó. Mẹ Lánh tặng con hả? Ừ, đúng rồi. Ta tặng con, không phải ngại đâu nghe. Nhưng mà... Thấy cô chần chừ, bà Hai cười hiền dịu. Ta không có ý gì đâu. Chỉ là cái khăn này, ta thấy màu sắc nó không có hợp với độ tuổi của ta. Để không thì cũng phí. Ta nghĩ nó hợp với con vì nước da con rất trắng. Hơn nữa ta đồng cảm với con. Đồng cảm với con? Phải, ta cũng giống con, đều không có được coi trọng. Hồi nãy ta nhìn thái độ của bà Dung là ta biết. Cô cười cười trả lời. Dạ, nếu mẹ đã muốn tặng con thì con xin. Ừ, thôi, về phòng đi. Kẻ bà cả nhìn thấy lại làm khó đó. Ta thì ta không có sợ bả đâu. Chỉ lo cho con thôi. Vậy con xin phép mẹ Lánh con đi trước.
Kỳ thực mới tiếp xúc với bà hai thì cô thấy bà cũng khá ổn. Ít ra, trước mắt thấy hiền diệu hơn bà Dung. Nhưng mà cô không dám nói gì bởi lòng dạ con người biết thế nào mà lần chứ. Tìm lại một vòng nữa không thấy cậu Phong, cô quyết định xuống bếp phụ mọi người nấu cơm. Thì hay tin cậu Phong vừa chở cô Trâm đi ra ngoài cổng. Còn ra ngoài làm cái gì hay đi đâu thì không rõ. Thấy sắc mặt cô thoáng buồn, nhỏ Đào nó an ủi. Mợ à, con nghĩ là cậu chở cô Trâm đi công việc thôi, chứ không phải đi chơi đâu, mợ đừng có buồn hen. Mợ có buồn đâu, không phải lo cho mợ, mợ thấy bình thường mơ. Buổi tối hôm nay vẫn vắng mặt cậu Phong với Trâm, hai người đó đi ra ngoài gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa có về. Bà Dung phần thì tức bà hai nên bao nhiêu miếng gà ngon bà gắp hết vào chén cho ông rồi lại gắp vào chén của mợ Tuyết. Bà trừ lại cái phần cổ cánh về phía của bà hai. Quả thực ai nhìn thấy cảnh này cũng tức. Nhưng mà tới ông còn không nói nổi bà nữa mà. Tuyết à, bay ăn nhiều vào để mẹ khỏe con khỏe nghe không? Còn như ai kia ăn nhiều không có tiêu hóa được rồi béo thúc nút ra đó. Bà Dung vừa gấp vừa nói mỉa mai. Ông tức quá, đặt mạnh cái chén cơm xuống bàn. Bà có để yên cho tôi ăn cơm không? Hả? Còn nói nữa, ngày mai tôi cho bà một mình một mâm đó. Mình dám không? Mợ Tuyết thấy không khí căng thẳng liền nói. Dạ, thưa cha mẹ, trời đánh tránh bữa ăn. Có gì cha mẹ ăn cơm xong rồi nói. Giả lại Bu Lánh và chú hai mới qua, làm vậy không có hay đâu. Là tại mẹ của bay toàn là gây sự trước à? Cậu Phát chứng kiến cảnh mẹ của mình bị xéo xác sỉ nhục. Cậu sợ mình không có kiềm nén được nên bèn đứng dậy rời đi ngay lúc đó. Ông Mãi cũng tức. Ông kêu bà hai đi theo ông. Ông dẫn bà hai ra ngoài ăn cái món gà nướng ngon nhất nách luôn. Cô thở dài nhìn bà Dung. Khuôn mặt của bà đen kịch đầy uất ức. Cô một phần thông cảm cho bà bởi cô nghĩ phụ nữ ai không có máu ghen. Đằng này ông lại binh bà hai chầm chập. Nhưng mà nếu như mà bà không có quá đáng thì mọi chuyện đâu đến nổi. Có lẽ từ nay về sau sóng gió còn dài dài. Đoạn bà hất hàm nói với cô. Con kia, mày dòm cái gì mà dòm? Còn mau dọn mâm đi chỗ khác đi, ngứa mắt à. Mẹ dùng bữa xong rồi hả? Tao mà ăn nữa chắc chết vì ngạn đó. Mợ Tuyết nói thêm. Thím ba, dọn mâm đi. Lúc cô lên phòng thì thấy cậu đang nằm giường đọc sách. Cô hỏi. Cậu về rồi hả? Ừ. Cậu với cô Trâm đi chơi có vui không? Ai nói với cô là tôi đi chơi? Em đoán vậy thôi. Mà công nhận ngang, hai người đẹp đôi lắm đó. Ừ, đẹp như cô với anh Hai Phát đó. Hả? Hai chuyện đó liên quan gì với nhau đâu cậu. Với lại em với cậu hai đâu có gì. Không có gì mà rủ nhau ra tận bữa chuối hú hí à? Cậu nói quan cho em rồi. Thiệt tình, quan lắm hả? Mà cậu ghen hả? Cậu lườm cô, rồi ném quyển sách sang một bên. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Ngủ đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Gả cho cậu ba, tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.